Lô, xin chào anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đến Cộng hòa Liên bang Chuối, hay gọi là thương hiệu Banana Republic. Chả là cách đây khoảng tầm 1-2 tháng, khi mà thời tiết nó vẫn còn đang khá là nắng nóng, thì mình có review con 78 Vinted Queen. Mặc dù mình không phải là người review đầu tiên, nhưng mà sau đó thì em nó khá là cháy hàng. Và theo nhận xét của mình, Vinted Queen của nhà Banana Republic này nó sẽ trở thành một chai nước hoa thay thế được Nautica nếu như có một nguồn hàng ổn định và cái mức giá nó hợp lý, tại vì cái nhà này rất là rẻ. Và ngày hôm nay trên tay mình đây đang có hai em mà các bạn nói rằng là anh ơi, nó thùng mùa đông ok lắm, thì đó chính là Tobacco Tonkabin và một mùi nữa Dark Cherry Amber. Và hãy xem cái đánh giá của mình về hai cái mùi hương này như thế nào, liệu nó có trở thành quốc dân mùa đông hay không. Bắt đầu nhá. Trước tiên, nhà nước hoa này nó có một cái thiết kế trông khá đơn giản. Ông nào mà xem cái video 78 Vintage Queen rồi thì các ông sẽ thấy rằng là cái nhà này thì cá nhân tôi đánh giá, tôi thấy rằng là thiết kế bình thường, được cái là đáy dày, vẫn quan điểm như vậy. Nắp thì trông nó giống nắp của giò nhưng mà to hơn. Đây, nó chỉ khác về cái màu chai thôi, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, rất là dễ hình dung. Thì về cái phần ngoại hình tôi đánh giá mức trung bình, tại vì nó cũng không có gì đặc biệt cả, với tầm giá đấy thì ok rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với mùi hương đầu tiên, đó chính là Tobacco Tonkabin. Và cái mùi hương này ấy, phải nói với các bạn rằng tên sao thì sẽ ngửi như vậy, và cái thứ tự sắp xếp là Tobacco rồi đến đậu Tonka, nó cũng là cái thứ tự mà các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hương này. Có nghĩa là khi cái mùi hương này, khi các bạn xịt ra, nó chạm vào da của các bạn ấy, các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi thuốc lá. Nhưng mà thuốc lá ở đây nó là một cái tuệ thuốc lá rất là nhẹ nhàng, có thể nói rằng là không có quá nhiều khói, nó sẽ không khiến bạn bật ngửa ra như kiểu các bạn ngửi con thuốc lá của Tobacco Vani, của Tom Ford này, hay là mùi Tobacco Jam. Mà thuốc lá ở đây nó là một cái mùi thuốc lá tươi, nhẹ nhàng, rất nhẹ, không có khói nhiều, chỉ ngửi kiểu thoáng qua, nó như kiểu là ông nào đang cầm cái điếu thăng long, ông vò đưa qua mũi mình, hay là tay của ông dính vào lướt qua mũi mình vậy. Ngửi rất rất nhẹ và cực kỳ dễ chịu. Và mình nghĩ rằng là thuốc lá ở đây nó cho vào như kiểu cho khó ấy. Và sau khoảng tầm nửa tiếng thôi thì thuốc lá nó sẽ gần như là biến mất. Và các bạn thấy là một cái vai mùi ấm cùng với ngọt của đậu Tonka. Và cái nét ngọt ở đây ấy, thì ngoài đậu Tonka ra mình thấy rằng là nó có những kiểu mùi của vani, nhưng mà vani ở đây nó cũng không phải là cái kiểu vani kiểu làm đặc, hay là làm kiểu dày sánh, hay là kiểu quánh nhẹ, mà ở đây cái vani nó như kiểu là mùi sữa kiểu sữa Milo, những cái loại sữa vani, sữa Milo, cacao ngọt ngọt Ovaltine ấy, nhưng mà đây là kiểu nó pha loãng rồi, hoặc là nó kiểu tan đá ra ấy. Nó ngửi khá là nhẹ nhàng, và với cá nhân mình ấy thì cái nét sữa này nó làm mình liên tưởng một phần nào đó đến Black Phantom, nhưng nó là một cái phiên bản nhẹ hơn chắc là tầm 10 lần. Và tất nhiên đó là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra, tại vì tiền nào của nấy mà, không thể nào đòi hỏi bằng. Nhưng mà đây là chỉ là cái cảm giác khi mình ngửi là cái nét vani ở đây thôi đó. Và với cá nhân mình đánh giá, Tobacco Tonkabin nó là một cái mùi rất an toàn, rất dễ ngửi, tại vì tầm giá của nó rất là rẻ. Có nghĩa là các bạn nào mà mới tiếp cận nước hoa và các bạn đang cần một cái mùi ngọt cho cái mùa thu và đầu đông thì các bạn có thể mua em này để trải nghiệm. Nói thật là nếu như các bạn xài em này tầm hết một chai, các bạn sẽ không muốn mua lại, mà các bạn sẽ muốn tìm hiểu cái mùi hương khác hơn. Tại vì thực ra thì với cá nhân mình ngửi sau khoảng tầm một tuần thì mình cảm thấy là mùi nó dễ đoán, nó khá là chán và nó không có cái gì để đọng lại cả. Nó chỉ đơn giản là một cái mùi thơm ngọt, có thuốc lá, có đậu Tonka, có vani thôi. Và mùa này dành cho các bạn học sinh, chắc là loanh quanh tầm 18 đến 22, 23, các bạn vẫn còn đang đi học, các bạn không có nhiều tài chính thì các bạn có thể mua được. Và cái độ bám tỏa của em nói thật là trên da mình nó chỉ lưu khoảng tầm 5 đến 6 giờ, tầm mấy loanh quanh, tầm mấy có nhiều hôm còn không được như vậy. Và cái độ tỏa hương thì nó cũng tầm nửa cánh tay thôi, nó không phải là một cái kiểu quá là tốt. Nên là những bạn học sinh nào mà thích cái kiểu phải gần gần nhau một tí, còn cái kiểu mà những cái bạn học sinh mình thấy đa phần đều thích những cái mùi bám tỏa khủng để biết rằng là tao xịt nước hoa đấy, thì em này không hợp lý. Còn nếu mà các bạn chỉ cần một cái vai kiểu nhẹ nhàng, kiểu người ta hay gọi là good boy ấy, thì cái mùi hương này cũng ok mà.
mình thấy rằng là mua được, xài được dành cho những bạn newbie, những bạn mới, đặc biệt là cái nhà này cũng khá là rẻ. Thêm một cái điều mà các bạn cần cân nhắc nữa nhá, đó là em này nó không xài vào những ngày mùa đông quá là lạnh, tại vì cái độ bám tỏa nó không tốt và mùi hương nó không gọi là quá là dày để có thể đáp ứng sưởi ấm làm cho bạn kiểu dạo dực vào những ngày mùa đông được. Nên là thu và đầu đông là cái thời điểm như bây giờ ấy, là xịt em này là ok. Dark Cherry Amber. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về em này. Mùi hương này nó thật là, tôi nói luôn, nó chán hơn cái mùi hương kia. Mùi hương này nó là một cái mùi siêu an toàn, nó còn không có sự biến chuyển quá là nhiều. Tóm lại nhá, là mùi hương này thì mình có xem khá là nhiều review cũng như là những cái phản hồi ở trên mạng, thì người ta bảo là Dark Cherry Amber là một cái phiên bản của 540. Nhưng mà với cá nhân mình ấy, thì mình thấy rằng là Dark Cherry Amber, thứ nhất là nó mở đầu với một cái nét, nó như kiểu là một cái bánh tiramisu mà người ta làm với của một chút kiểu hạnh nhân ở trên, kiểu với lại của quả cherry ấy, người ta sẽ trang trí những quả cherry mà đóng hộp ấy. Các bạn biết là ăn cái quả cherry đóng hộp nó sẽ khác, nhầm, đó là quả cherry tươi và cái quả cherry mà người ta để trên những cái bánh gato ấy. Thì cái mùi hương này nó giống cái mùi quả cherry để trên những cái bánh gato, nó nhiều những cái cherry đã qua xử lý rồi ấy, và nó không được tươi và nó chỉ có cái mùi đặc trưng của quả cherry thôi. Và ở đây là mình xịt thì mình nhìn thấy là toàn cái mùi bánh thôi, cái mùi kiểu bánh tiramisu vậy. Tất nhiên là nó không ngọt được đến hẳn như vậy. Đấy, đấy cũng là một cái hơi dở của cái mùi hương này. Và cái mùi hương này nó cứ thế nhẹ nhàng và nó mở trên da, nó không còn như là không có một cái sự biến chuyển gì cả. Và cái mùi hương này, nhìn cái tên cũng như là cái cách làm mùi thì mình đánh giá rằng là Dark Cherry Amber nó có phần hơi giống Lord Cherry, tại vì nó với mình ấy, Lord Cherry là một cái mùi rất an toàn ở tuyến tính, gần như là không có cái sự biến chuyển nhiều. Nhưng mà Lord Cherry của Tom Ford nó lại rất là nịnh mũi, các chị em rất thích, kể cả người mới ngửi một phát kiểu yêu ngay. Nhưng mà để mà là một người chơi thì các bạn thấy là con đấy nó khá là nhạt nhòa, nó không đọng lại quá nhiều ngoài một cái top note kiểu khá là chân thật của cherry lên men. Đấy. Còn em này thì nó cũng như vậy, nhưng mà em này tất nhiên là nó không hay bằng Tom Ford Lord Cherry được. Và cái mùi hương này thì mình thấy là nó có phần khá là nghiêng nữ, mặc dù nó là một cái tông mùi đồ ăn, nhưng em này mình thấy là nó khá là nghiêng nữ. Nên là những bạn nữ nào thích một cái mùi ngọt, thích cái mùi kiểu bánh tiramisu, kiểu anh đào hạnh nhân, thì các bạn có thể mua cái chai nước hoa này. Nó không biến chuyển nhiều và tất nhiên là em này nó cũng sẽ phù hợp với những bạn học sinh thôi, tầm 18 cho đến 22, 23 tuổi là các bạn có thể xịt được. Ok, con này thì còn lưu còn kém hơn cả con Tobacco Tongabin kia. Nó trên da tầm 5 tiếng thôi, tầm loanh quanh tầm ấy, nó kém hơn một xíu so với em kia. Mà cái độ tỏa hương thì nó cũng như vậy. Cái nhà này làm về cái độ tỏa hương thì mình không thấy con nào quá tốt cả. Đấy, như kiểu cái con Vintage Queen nhá, nó lại lưu tốt. Đấy, nên nhà này xem tầm 5-6 tiếng thì cái con kia cũng 5-6 tiếng, nhà con kia là một cái mùi citrus, cam chanh, trà thì lại bám tốt. Còn mấy ông này kiểu mùi ngọt nhưng mà cũng chỉ tầm đấy thì lại là một cái điều hơi đáng buồn. Và em này mình nghĩ là một cái phong cách trẻ trung năng động mà cần một cái mùi ngọt ngào vào một cái mùa cũng là đầu thu, cuối thu chuyển mùa đầu đông thì ok, cả hai em này đều như vậy. Nó không quá đặc biệt nhưng mà nếu mà để dành cho người mới thì ok. Nghe review đến đây thì có vẻ hơi chán đúng không? Mình nghĩ là với những cái người mà xem kênh mình từ lâu, các bạn đã có vài chai nước hoa rồi, thì hai mùi hương này mình nghĩ là các bạn không cần thiết phải mua làm gì cả, tại vì mùi nó thật sự là nó không mang lại cho các bạn quá nhiều cái trải nghiệm cũng như là khiến các bạn kiểu wow lên hay là nó là một cái mùi bán toàn tốt. Mình thấy đánh giá nó ở mức gọi là dành cho newbie, cho người mới, các bạn không có quá nhiều tiền, các bạn học sinh sinh viên thế thôi là đủ vào những cái ngày thu và đầu đông sớm lạnh. Thế là các bạn có thể mua được giá rẻ mà đang quanh tầm một củ cho chai 100ml, dễ chịu, mua 1-2 chai bầy thì cũng ok. Còn mình nghĩ rằng là tiền nào của nấy, nhà này có mỗi con Vintage Queen là anh em kiểu chơi nước hoa có thể mua để xài mùa hè, tại mùa hè không nhiều lựa chọn mà lại còn mùi còn ok. Còn với hai cái mùi mùa đông này thì mình không đánh giá cao, mình chỉ đánh giá cao ở trên góc độ là người mới có thể mua để trải nghiệm trước khi mua những cái chai tầm 2-3 triệu thì có ok. Còn với những người chơi lâu rồi, xem kênh mình lâu thì mình nghĩ là no, không nên. Và đó là quan điểm của mình về Tobacco Tongabin và Dark Cherry Amber. Và các bạn thấy hai mùi hương này ra sao?
thì vui lòng chia sẻ cảm nhận ở bên dưới cho mọi người cùng biết. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share, bấm nút chuông theo dõi nhận được video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.